Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi số 8 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 25. Đề bài như sau này, viết 3 câu có nghĩa trong mỗi câu, có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây. Các em nhìn này, đây là các cụm từ họ cho sẵn và chúng ta phải chọn trong 4 cột này, chúng ta phải ghép thành câu có nghĩa, thấy chưa? Ở cụm từ thứ nhất có gương cầu lõm, gương phẳng và gương cầu lồi. Đấy. Cụm từ thứ hai là hứng được trên màn chắn và không hứng được trên màn chắn. Cụm từ thứ ở cột thứ ba đó là bé hơn vật, bằng vật và lớn hơn vật. Ở cột thứ tư thì có ảnh ảo và ảnh thật. Vậy chúng ta đã tìm hiểu ảnh thì tạo bởi gương cầu lõm, gương phẳng và gương cầu lồi đều là ảnh ảo và ảnh này đều không hứng được trên màn chắn, đúng không? Vậy ảnh ảo tạo bởi gương phẳng trước đi, được chưa? Tạo bởi gương phẳng thì không hứng được trên màn chắn và bằng vật, đúng không? Vậy chúng ta tương tự như thế thì chúng ta sẽ ghép các cụm từ này vào để chúng ta đặt câu. Đấy, câu thứ nhất, câu thứ hai đó là ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm thì không hứng được trên màn chắn. Đấy, và ảnh này lớn hơn vật hay bé hơn vật? Chúng ta vừa trả lời câu hỏi số 7 đấy rồi. Ảnh này lớn hơn vật, thấy chưa? Và ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi thì không hứng được trên màn và bé hơn vật, thấy chưa? Vậy chúng ta sẽ đi lần lượt viết 3 câu này. Câu thứ nhất đó là ảnh ảo tạo bởi gương phẳng thì không hứng được trên màn chắn, và bằng vật. Câu tiếp theo đó là ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm, cũng không hứng được trên màn chắn và ảnh này lớn hơn vật. Câu thứ ba đó là ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi cũng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi số 8 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 25.